Ok, bây giờ Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm video YouTube vào Gutenberg của WordPress. Rất là đơn giản. Ok, bây giờ các bạn bấm vào dấu cộng là thêm blog nè. Đó. Nó có hai cái option. Nên Nam hướng dẫn hai option luôn. Thứ nhất là YouTube ha. Đó. Rồi bạn chỉ cần copy và paste cái đường dẫn của cái video đó cho đây là được. Rồi ví dụ cái này. Đó, xong rồi các bạn bấm nhúng. Rồi, nó ra. Rồi, option thứ hai mình làm luôn. Tức là các bạn, nếu như nó không có show ở đây thì các bạn có thể search video. Ok, đây. Rồi, tới đây thì phải làm sao? Các bạn bấm vô đây nè. Insert from URL. Rồi, các bạn cũng paste cái đường dẫn nó vô. Rồi, cũng y vậy thôi à. Rồi xong, đó là cách các bạn nhúng video YouTube vào Gutenberg của WordPress. Chúc các bạn thành công, chúc các bạn ứng dụng thành công cái hướng dẫn này nha. Like, subscribe nha em. Rồi ok, hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nha.